Con xe toát ra một cái vẻ rất là ngầu luôn. Cá nhân mình thấy khi nhìn vào trực diện cái phần đầu đèn này thì sướng con mắt, đã con mắt hơn là so với phiên bản trước. Với mình thì lạ mắt mà đẹp. Một chiếc xe sẽ khiến cho bạn sẵn sàng vượt rào nếu như chiều cao yên là một trong những rào cản khiến cho bạn hạn chế vào con đường đam mê. Bởi vì đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng khi đã tạo ra những dòng xe đề cao cái tính linh hoạt cũng như là đa dụng. Một phiên bản mới toanh vừa được ra mắt tại Việt Nam không ai khác đó chính là KTM 390 Duke 2024. Với những bạn đã biết thì nhìn vào cái ngoại hình này thì sẽ nhận ra ngay sự khác biệt giữa phiên bản 2024 cũng như là phiên bản 2022. Còn đối với những bạn chưa biết về dòng xe Duke này thì con xe toát ra một cái vẻ rất là ngầu luôn. Nói chung thì xấu đẹp còn tùy theo gu thẩm mỹ của mọi người, nhưng mà thì đối với mình sẽ đổi về cái phiên bản này là một điều cực kỳ cần thiết luôn. Bởi vì Duke phiên bản trước 2022 cũng đã rất thành công rồi. Đó là một chiếc xe hoàn thiện, rất gọn gàng, tối giản cũng như là những đường cắt sắc sảo, rất được ưa chuộng tại Việt Nam cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Còn 390 Duke 2024 này sẽ được thay đổi một tí. À không, là rất nhiều tí. Đầu tiên thì mời anh em cùng mình chiêm ngưỡng về cái phần đầu đèn này. Nhìn vào là thấy có sự khác biệt liền đúng không? Đối với phiên bản mới 2024 được làm ngầu hơn và dữ hơn rất nhiều. Có thể thấy là cái phần ốp nhựa này sẽ chẻ xuống khiến cho cái đầu đèn nó sắc sảo hơn. Đối với phiên bản cũ thì ở giữa sẽ có một cái phần nhựa ngăn cách, còn với phiên bản này thì làm trống luôn. Cá nhân mình thấy khi nhìn vào trực diện cái phần đầu đèn này thì sướng con mắt, đã con mắt hơn là so với phiên bản trước. Hai bên phần cánh này sẽ là nơi tích hợp đèn định vị ha, thì đây cũng là một cái điểm khác so với phiên bản trước. Thì theo mình nghĩ cái phần thiết kế này sẽ mang nặng cái tính thẩm mỹ thôi, chứ mà về độ sáng ánh sáng thì chắc chắn rồi, nó sẽ không bằng phiên bản cũ khi được tích hợp vào bên trong cái phần Mica chở đèn này. Với mình thì lạ mắt mà đẹp. Một chi tiết nữa đáng lẽ mình sẽ nói sâu trong cái việc nói về cái phần vận hành, nhưng mà sẵn đây mình nói luôn, bởi vì đây là một cái cải tiến rất là đáng giá trên chiếc 390 Duke này. Thì phần một trước này tuy vẫn là dạng WB nhưng đã có thể canh chỉnh được rồi. Với cái bốn nấc tùy chỉnh khác nhau, khi mà chỉnh qua mỗi nấc sẽ cảm thấy rất là rõ cái sự khác biệt. Phía bên dưới này sẽ có một cái phần trắng bụi nè. Cái chi tiết này sẽ giống với lại Duke 790. Và còn đối với Duke 390 phiên bản cũ thì sẽ không có cái phần trắng bụi như thế này. Nhìn vào cái bánh xe thì anh em cũng có thể thấy được cái sự khác biệt đúng không? 390 Duke 2024 sẽ có phần cấu tạo mâm khác với dạng 5 giao khác nhau. Thì cái chi tiết này sẽ giống với dòng RC 390 nhiều hơn, và cũng như là bộ đĩa phanh sẽ được dời qua bên trái thay vì bên phải so với phiên bản cũ. Một cái phần nhỏ nữa là về cái cấu tạo kẹp phanh cũng sẽ được thiết kế lại để tạo nên một cái sự thanh và mảnh hơn. Về trắng bụi này cũng khác luôn. Đối với phiên bản cũ là màu bóng, còn phiên bản mới sẽ là màu nhám, và cái thiết kế sẽ thon và ngắn hơn so bản cũ. Ngược lại thì phía sau sẽ dài hơn. Tiếp theo nữa là nhìn vào bên trong này, anh em có thể thấy được là phần két nước sẽ bao gồm luôn cả cái phần bảo vệ bên ngoài, và thiết kế theo kiểu hình vòng cung ha, chứ không phải là dạng phẳng. Và lên phía trên là một cái chi tiết khác biệt về cái phần ngoại hình. Như đây là có một cái tem KTM mạ chrome nè, được dập nổi khác với lại bản cũ, sẽ được in theo dạng đề ca. Phần quay hai bên cũng được làm dài ra tương ứng với lại thiết kế cho đèn phía trước. Thì đây mình nghĩ là một chiếc chi tiết nhằm tôn lên cái độ thẩm mỹ của 390 Duke 2024. Tiếp theo là từ phía góc lái nhìn xuống ly, cái nơi mà mình chạy xe mỗi ngày đều gặp phải, toàn bộ đều khác biệt luôn. Về cụm công tắc, vừa là dạng công tắc tắt bật động cơ tách rời với lại nút đề, nhưng mà được thiết kế dạng to bản hơn. Cá nhân mình thì mình không thấy cái phần công tắc này, mình lại thích cái kiểu giống như của Triumph hơn, là tích hợp với cho một cái luôn. Chẳng hạn như kéo lên là tắt máy nè, gạt xuống là bật, và ấn giữa cái nữa là khởi động động cơ. Thì mình lại thích cái kiểu thiết kế công tắc đó hơn. Ở giữa là màn hình LCD màu mới 5 inch, to hơn, rộng hơn. Phía góc trái còn có phần nhô ra là chỗ cảm biến ánh sáng, cực kỳ nhạy luôn nha. Lấy tay che qua một cái là ánh sáng màn hình thay đổi theo liền. Và điểm thích nhất ở các màn hình này là điều chỉnh cực kỳ trực quan luôn. Ví dụ như là phía bên góc trái mình điều chỉnh đến cái phần nào trên xe là phía bên phải sẽ có hình hiển thị đúng chính xác cái phần đó luôn. Với cách hiển thị này thì chắc chắn rồi, dù không có am hiểu quá nhiều về xe thì vẫn có thể điều chỉnh được. Ví dụ như đây mình sẽ chỉnh thử về ABS. Hiện tại thì ABS đang được kích hoạt đều trên cả hai bánh nè. Và khi chỉnh vô trong là để cho độ Supermoto thì bánh sau sẽ tắt và chỉ sử dụng ABS ở bánh trước thôi, để giúp cho mình điều khiển vừa địa hình dễ dàng hơn. Cũng như là điều chỉnh ba chế độ lái nè, Street nè, Truck nè, đó có thể thấy cái đường đua nè, mô phỏng nè ha. Và rain là có cái vũng nước phía dưới nè, rất là hay luôn. Tiếp theo là phần traction control, thì ở đây đang tắt là có thể thấy được cái bánh xe nè sẽ có hiện tượng trượt. Bánh sau được làm màu đỏ lên nó bật nè, giống như là đang bị trượt á. Phần nào cũng cảnh báo nguy hiểm. Đó, bây giờ mình sẽ on lên nè, đó là sẽ thấy chuyển sang màu xanh lá cây và chiếc xe của mình đã được hẳn đứng trở lại. Lúc này thì sức mạnh của xe sẽ được kiểm soát hơn, chạy sẽ an toàn hơn. Ngoài ra thì còn có thể xem được rất là nhiều thông tin về xe như là odo nè, thông tin lịch bảo dưỡng nè. Và chắc chắn là sẽ có thể kết nối được với điện thoại để sử dụng những tính năng như là cuộc gọi hay là nghe nhạc. Ngoài ra thì một số tính năng sẽ bị giới hạn chạy qua 1.000 km mới được kích hoạt. Một số khác thì sẽ có những gói mua kèm theo mới được mở.
Nhìn vào bình xăng thì rõ ràng anh em cũng thấy được cái sự khác biệt đúng không? Khi cái phần trên này sẽ được vát bo xuống, không có bị nhô lên như là dòng 390 đúc cũ. Và những cái đường cắt xẻ ở đây trông vào ngoại hình tổng thể xe có phần cơ bắp hơn. Sẵn nói về phần khung sườn thì nhìn ở phía sau này anh em có thấy một cái gì đó rất là hay đúng không? Đối với bản cũ thì phần khung phụ phía sau là mắc cáo luôn, mà đối với bản 390 đúc này thì sẽ tích hợp luôn cái phần khung sườn này làm dàn áo. Thì anh em có thể thấy ở đây nè, sẽ có một cái khớp nối giữa cái phần khung chính nối lên đây, lên thẳng tới đây và tới cái phần này là phần kim loại. Và phía bên trong này vẫn là nhựa thôi, còn bên ngoài này là sẽ là một cái phần kim loại và kết hợp với một cái phần ốp nữa ở trên đây tách rời ra so với yên. Một điểm đặc biệt nữa là ở đây phuộc sâu được đặt lệch một bên nha. Từ trước đến giờ thì KTM rất ít làm xe một bên, hầu như là mình cũng chưa có thấy bao giờ luôn. Vẫn là thương hiệu của WB nha, nhưng có thể điều chỉnh cứng mềm như bản cũ. Nhưng mà giờ đây lại có thể chỉnh được thêm rebound nữa. À quên, làm sao có thể thiếu được bộ máy hoàn toàn mới LC4C này, được trang bị trên 390 đúc 2024. Vì cái động cơ này đã được KTM tăng thêm sức mạnh với dung tích là 399cc, tăng công suất lên mức 44,25 mã lực và mô men xoắn 39 Nm. Cảm nhận tổng quan thì nghe qua có phần êm hơn nè, không có bị tiếng kêu sực mà nhiều anh em hay than phiền là giống như tiếng kêu cò á. Âm thanh tạo ra cũng có phần êm ái hơn. Cấu tạo hệ thống ống xả cũng khác, cổ bô khác nè, quay lại thành dạng đúc gầm thay vì đưa lên trên cao như là phiên bản 2022 ha. Thì mình nghĩ vì thay đổi động cơ này, một phần cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn khí thải đang cực kỳ gắt gao ở trên thế giới. 390 đúc 2024 với động cơ LC4C đạt chuẩn khí thải Euro 5.2, còn đối với 390 đúc 2022 thì chỉ đạt Euro 4 thôi. Mình cũng đã có một năm sử dụng qua đúc 390 thì thật sự mà nói con xe này mang lại cho mình thừa cái sự linh hoạt luôn. Mang đi làm mỗi ngày qua những cái vùng siêu kẹt xe ở Gò Vấp, quận 1 thì đó không phải là vấn đề. Nhiệt độ ở mức chấp nhận được, phù hợp với cách chạy thích bốc thích giật của mình, có được cái sự dứt khoát để tăng tốc vượt xe nè. Còn những lúc mà vượt ra ngoài khu vực đô thị thì đúc 390 vẫn làm rất tốt ở những điều kiện chạy khác. Mình cũng có mang vào rừng off-road nè, đi đường dài nè, với những cung đường tốc độ cao và cũng có giật đèo luôn, thì chiếc xe này vẫn phát huy tối đa cái sự linh hoạt mà KTM đang tạo ra cho những chiếc xe của mình. Tất nhiên đó là những trải nghiệm với bản cũ, còn bản mới này thì với những cải tiến thay đổi thì chắc chắn sẽ càng làm cho những cái trải nghiệm đó tốt hơn rất nhiều. Nói chung thì với những anh em mới bắt đầu vào con đường đam mê ô tô thì mình thấy đúc 390 là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp luôn. Với những ưu điểm mà chiếc xe này mang lại, anh em có thể tới trực tiếp tại những cái showroom của Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh để trải nghiệm chiếc xe này. Hiện tại thì chưa có xe demo đâu, nhưng mà mình qua đây mình có thể nhìn chi tiết xe, ngoại hình xe, thẩm mỹ xe cũng như là ngồi trên xe để cảm nhận được chiếc xe. Và chắc chắn là 390 đúc sẽ không làm anh em thất vọng.